Phần trình bày của tôi gồm có 3 phần chính. Thứ nhất đó là đại cương, thứ hai sẽ cập nhật một số các hướng dẫn điều trị về xuyễn cơn trên thế giới, và thứ ba đó là cập nhật điều trị cấp cứu xuyễn cho em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì như chúng ta đã biết thì xuyễn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới, ở cả người lớn lẫn ở trẻ em. Thì theo thống kê thì hiện nay có khoảng 300 triệu bệnh nhân trên toàn thế giới bị hen. Thì chúng ta đã biết thì xuyễn là một cái tình trạng viêm mãn tính của đường thở kết hợp với tăng phản ứng của đường dẫn khí, và lâm sàng nó được đặc trưng bởi cái tình trạng là khó thở kèm cái tình trạng ho khò khè tái phát, có thể phục hồi một cách tự nhiên hay là do điều trị. Thì như chúng ta đã biết thì xuyễn là một cái cơ chế bệnh sinh của nó gồm có hai cơ chế chính. Cái thứ nhất đó là cái sự co thắt cái đường dẫn khí, cái thứ hai đó là tình trạng cái viêm cái đường thở. Vào năm 2016 thì Bộ Y tế chúng ta đã đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán hen hay là xuyễn ở trẻ em gồm có 5 cái tiêu chí. Thứ nhất đó là bệnh nhân có tình trạng đó là ho khò khè tái đi tái lại, cái thứ hai đó là hội chứng tắc nghẽn đường thở mà lâm sàng chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có thở có răng ngáy răng rít, thứ ba đó là bệnh nhân có đáp ứng với thuốc giãn phế quản chủ yếu là qua đường phun khí dung, thứ tư đó là bệnh nhân có tiền sử dị ứng hoặc tiền sử gia đình bị hen hoặc dị ứng và có yếu tố khởi phát. Và đặc biệt đó là chúng ta phải chú ý rằng đó là sau khi đã loại trừ những nguyên nhân gây khó khăn khác, ví dụ như dị vật đường thở bỏ quên hoặc là trào ngược dạ dày thực quản vân vân. Và để đánh giá mức độ nặng của hen cấp đóng một vai trò rất là quan trọng trong vấn đề xử trí cấp cứu. Thì hiện nay thì người ta chia ra làm 4 cái mức độ, đó là nhẹ, trung bình, nặng và dọa ngưng thở. Và nó dựa trên chủ yếu là sự thay đổi về cái chi giác, lời nói, tư thế, nhịp thở, SpO2 vân vân. Và dựa trên những cái khuyến cáo của GINA cũng như của thế giới, thì tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chúng tôi đã đưa ra cái phân độ cái cơn độ nặng cơn xuyễn cho vấn đề xử trí cấp cứu để tương đối là dễ nhớ và dễ áp dụng. Thì được chia ra làm 4 mức độ. Thứ nhất đó là xuyễn nhẹ. Xuyễn nhẹ đó là tình trạng bệnh nhân nhịp thở hoàn toàn bình thường, bệnh nhân không có khó thở và SpO2 trên hoặc bằng 94%. Đối với xuyễn trung bình thì bắt đầu bệnh nhân sẽ có tình trạng thở nhanh, có thể thở rút lấm ngực, SpO2 bắt đầu giảm xuống dưới 94% nhưng còn trên 92%. Thứ ba đó là xuyễn nặng thì bắt đầu bệnh nhân có tình trạng kích thích bứt rứt, phải ngồi để thở, nói từng từ. Ngoài vấn đề thở nhanh thì bệnh nhân có sử dụng các cơ kéo cơ đường dẫn và SpO2 lúc này xuống dưới 92%. Và nặng nhất đó là bệnh nhân có tình trạng đó là xuyễn nguy kịch dọa ngưng thở, lúc này là bệnh nhân có tình trạng lơ mơ hôn mê, có những cơn ngưng thở tím tái, SpO2 lúc này xuống dưới 90%, bệnh nhân có thể có chậm nhịp tim và sự thay đổi về huyết áp. Và hiện nay về vấn đề điều trị cái xuyễn cơn, điều trị cấp cứu cơn xuyễn thì đã được thống nhất ở trên thế giới, đó là chúng ta có 3 cái chìa khóa để cho cái vấn đề điều trị. Cái thứ nhất đó là chúng ta phải hỗ trợ hấp khi bệnh nhân có tình trạng siêu hấp SpO2 là dưới 92%. Thứ hai là chúng ta sử dụng các thuốc giãn phế quản, đường khí dung hoặc là đường toàn thân. Và thứ ba đó là chúng ta sử dụng corticoid. Corticoid thì chúng ta có thể sử dụng đó là đường toàn thân dưới dạng uống hoặc là tiêm, hoặc là chúng ta gần đây thì chúng ta bắt đầu có sử dụng cái dạng hít mà liều cao. Chúng tôi xin phép được lượt qua một số những cái cập nhật về hướng dẫn điều trị của GINA 2022 của các nước mà phát triển như là ở Anh, ở Ý, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, và đặc biệt đó là có 2 quốc gia ở bên cạnh chúng ta, đó là Indonesia và Thái Lan, để chúng ta thấy được những cái cập nhật của họ để từ đó có cái cơ sở để chúng ta cập nhật trong các phác đồ điều trị xuyễn của chúng ta. Thì ở các phác đồ điều trị cấp cứu cơn xuyễn của Anh, thì đối với trẻ mà dưới 5 tuổi đó, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái điều trị cái cơn xuyễn nhẹ trung bình đó thì cơ bản cũng không có gì thay đổi. Điều trị chính chủ yếu là khí dung beta 2 giao cảm và corticoid nếu như có thất bại với phun khí dung. Đặc biệt đó là trong cái điều trị xuyễn cơn nặng đó, ngoài vấn đề thở oxy, khí dung beta 2 giao cảm thì người ta có dùng corticoid đường toàn thân. Tuy nhiên corticoid đường toàn thân thì theo guideline này thì không chỉ chúng ta có thể dùng bằng đường tĩnh mạch mà chúng ta có thể sử dụng bằng đường uống để thuận lợi trong cái vấn đề bệnh nhân có thể, nếu đáp ứng tốt thì chúng ta có thể rút ngắn thời gian điều trị, có thể cho bệnh nhân xuất viện. Và đặc biệt trong những cái trường hợp mà xuyễn nguy kịch thì ngoài cái khí dung mà chúng ta phối hợp là beta 2 giao cảm kết hợp với ipratropium, thì đối với cái guideline của Anh này người ta có khuyến cáo chúng ta có thể sử dụng thêm cái magnesium sulfate dạng phun khí dung phối hợp với beta 2 giao cảm ipratropium để có thể tăng cường cái hiệu quả giãn phế quản.
Và đối với suy nặng và suy nghĩ kịch, sau 1 giờ điều trị, nếu chúng ta đáp ứng không tốt thì người ta bắt đầu cho những cái thuốc giảm phế quản đường toàn thân, ví dụ như magnesulfate, salbutamol hoặc là amlodipine, tương tự giống như trước giờ chúng ta đã nắm. Đối với phác đồ ở trẻ trên 5 tuổi thì nó cũng tương tự giống như đối với trẻ dưới 2 tuổi. Chúng tôi có cập nhật thêm ở cái guideline xử trí cơn sụn cấp của Ý vào năm 2018, thì chúng tôi nhận thấy rằng trong cái sụn cơn mà mức độ trung bình đó, thì trước đây sụn cơn trung bình thì phần lớn chúng ta điều trị chính chủ yếu là cái khí dung beta 2 giao cảm là chính. Tuy nhiên khuyến cáo là phối hợp sớm cái ibuprofen trong điều trị cái cơn sụn cơn trung bình, nhất là những trường hợp mà chúng ta đã thất bại một hoặc hai lần với beta 2 giao cảm, để làm nhanh chóng trong cái vấn đề đó là giảm phế quản và có thể cắt cơn sụn, giảm được cái tỷ lệ nhập viện cho bệnh nhân. Và nếu sau 1 giờ điều trị, nếu bệnh nhân cắt cơn được thì chúng ta có thể điều trị ngoại trú. Còn nếu bệnh nhân thất bại thì lúc này chúng ta sẽ cho nhập viện và điều trị giống như sụn cơn nặng. Đối với trong cái guideline của Úc vào năm 2019 thì cũng tương tự như các guideline khác. Tuy nhiên trong cái điều trị sụn nguy kịch thì bắt đầu người ta đề cập đến vai trò của khí dung salbutamol, giảm khí dung liên tục trong điều trị các cơn sụn, chứ không phải chỉ đơn thuần bằng những cái khí dung ngắt quãng. Và trong cái guideline này thì người ta cũng đã bắt đầu đề cập đến cái vai trò của cái thở không xâm lấn trong những trường hợp mà suy hấp. Trước đây đối với suy hấp trong sụn thì khi chúng ta thở oxy thất bại thì thường chúng ta sẽ đặt nội khí quản. Nếu chúng ta đã làm về hồi sức thì chúng ta biết rằng giúp thở trong những đứa bé mà sụn nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn và dễ có nhiều biến chứng. Cho nên việc mà chúng ta giúp thở không xâm lấn thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cái vấn đề điều trị cái hiệu quả cơn sụn. Và đặc biệt đối với cái guideline của các cái hiệp hội nhi khoa của Canada vào năm 2021 thì cũng tương tự. Tuy nhiên lúc này người ta có đánh giá cái mức độ nặng cơn sụn dựa trên các chỉ số về suy hấp của nhi khoa. Trong cái điều trị sụn nặng thì cũng tương tự giống như các guideline khác, chúng ta cũng điều trị dựa trên oxy, khí dung, các salbutamol, ibuprofen và corticoid đường toàn thân. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà có nguy cơ hoặc là e dọa ngưng thở thì người ta có khuyến cáo là chúng ta nên dùng khí dung liên tục, salbutamol và ibuprofen liên tục trong giờ đầu tiên. Ngoài ra có thể có sự phối hợp với các magnesulfate. Đối với cái guideline hướng dẫn của Gina 2022 thì đối với sụn nhẹ trung bình thì điều trị chính vẫn là beta 2 giao cảm và xem xét phối hợp với ibuprofen. Nếu bệnh nhân có siêu hấp thì chúng ta sẽ cho thở oxy để giữ cho cái SpO2 trên mặt bằng 94% và đặt ra vấn đề sử dụng corticoid để giảm uống đường toàn thân. Đối với sụn nặng thì chúng ta bắt buộc phải phối hợp beta 2 giao cảm với ibuprofen. Chúng ta thở oxy, chúng ta cho corticoid đường toàn thân. Và đối với trường hợp mà kẻ đáp ứng thì chúng ta đã cân nhắc đến vấn đề dùng magnesulfate. Và đặc biệt đối với trẻ trên 5 tuổi thì người ta theo Gina khuyến cáo bắt đầu chúng ta sử dụng cái ICS liều cao cho bệnh nhân. Và dựa trên những cái cập nhật của Gina 2022 cũng như các guideline của các quốc gia phát triển thì chúng tôi ghi nhận một số các khuyến cáo trong cái vấn đề điều trị. Thứ nhất đó là về vấn đề oxy, thì khuyến cáo là chúng ta nên cung cấp oxy qua cannula hoặc là mask đối với cái sụn nặng hoặc là SpO2 dưới 92% để chúng ta đạt được SpO2 bình thường ở mức từ 94% đến 98%. Đối với các salbutamol dạng hít beta 2 giao cảm thì được xem là một cái lựa chọn số 1 trong cái điều trị cơn sụn. Đây là khuyến cáo mạnh. Đối với sụn nhẹ và trung bình thì chúng ta có thể sử dụng MDI với buồng đệm hoặc là chúng ta sử dụng dạng khí dung. Tuy nhiên đối với dạng sụn nặng thì chúng ta nên sử dụng các dạng khí dung với liều quy ước, đó là đối với trẻ mà dưới 20kg thì chúng ta cho liều 2.5mg cho một lần. Đối với trẻ trên 20kg thì chúng ta có thể 5mg cho một lần và có thể lặp lại mỗi 20 phút trong giờ đầu nếu bệnh nhân không có đáp ứng. Riêng về các vai trò của ibuprofen thì tất cả các cái guideline đều hướng dẫn là ibuprofen chúng ta nên phối hợp với beta 2 giao cảm trong điều trị sụn nhẹ và trung bình với mức độ khuyến cáo mạnh. Và với cái liều mà người ta quy ước đối với trẻ dưới 20kg thì chúng ta dùng liều là 250mg và trên 20kg thì chúng ta dùng liều 500 và có thể phun 3 lần cách nhau mỗi 20 phút, sau đó chúng ta sẽ giãn ra. Về các vai trò của corticoid thì có lẽ là corticoid là một trong những thuốc quan trọng trong cái điều trị sụn bởi vì nó có tác dụng cái vấn đề về kháng viêm. Đối với corticoid đường toàn thân thì hầu hết tất cả các guideline đều cho thấy rằng việc sử dụng corticoid đường toàn thân nên cho sớm trong giờ đầu, nó sẽ giảm được độ nặng và tránh tái phát. Và corticoid đường toàn thân này chúng ta có thể sử dụng bằng đường uống hoặc là đường tiêm đều được.
Riêng đối với cái cọc tuyết dạng hít thì đối với Sina 2022 thì người ta khuyến cáo chủ yếu cho trẻ trên 5 tuổi, thì người ta nhận thấy rằng đối với liều cao trong giai đầu đó có thể giảm được tỷ lệ nhập viện ở bệnh nhân không dùng cọc tuyết đường toàn thân với mức độ chứng cớ loại A. Riêng cọc tuyết đường toàn thân có thể ICS có thể phối hợp cộng trừ với cọc tuyết đường toàn thân trong giai đầu có thể giảm được tỷ lệ nhập viện và dùng cọc tuyết đường toàn thân đối với mức độ chứng cớ B. Riêng đối với trẻ dưới 5 tuổi thì mức độ chứng cớ thì chưa đủ mạnh. Chúng ta có thể là dùng ICS liều cao có thể giảm liều cọc tuyết đường toàn thân và giảm được thời gian nằm viện. Tuy nhiên trong các guideline hướng dẫn của Anh, của Ý thì người ta cho thấy rằng là vẫn chưa có bằng chứng đủ mạnh để cho vấn đề sử dụng cọc tuyết đường toàn thân trong cọc tuyết dạng hít thay thế hoặc là thêm vào cái cọc tuyết đường toàn thân. Tuy nhiên có một cái thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận rằng mặc dù chúng ta sử dụng cọc tuyết đường toàn thân mà dạng liều tiêu chuẩn trong thời gian ngắn, tức là từ 3 đến 5 ngày đó, thì độc tính nó có hay không thì theo một cái systematic review trên 3.200 trẻ và trong đó có 22 RCT thì người ta thấy rằng tỷ lệ cho dù chúng ta dùng cái liều tiêu chuẩn, tức là liều khoảng tương đương 1 đến 20 gram bạc ký ngày trong vòng khoảng 3 ngày thì người ta thấy rằng vẫn có những tác dụng phụ thụ xảy ra, mà tác dụng phụ chủ yếu là những trường hợp về rối loạn về tiêu hóa, rối loạn về hành vi, rối loạn giấc ngủ và đặc biệt đó là cao huyết áp và nhất là ức chế trục hạ đồi tự nhiên. Và chính vì vậy trong những năm gần đây thì những cái guideline của các nước bắt đầu có sự cân nhắc vấn đề về sử dụng ICS liều cao trong cái điều trị các cơn suyễn. Đây là cái guideline của các tác giả của Hiệp hội Nhi khoa Thái Lan vào năm 2015-2016 thì người ta đã đối với suyễn nhẹ và trung bình thì người ta đã bắt đầu sử dụng cái ICS liều cao bên cạnh cái cọc tuyết đường toàn thân, và đặc biệt trong những trường hợp suyễn nặng thì người ta ngoài cái cọc tuyết đường toàn thân, tức là đường uống hoặc đường tĩnh mạch, thì người ta phối hợp thêm ICS liều cao trong cái giờ đầu. Và đây là cái guideline của các tác giả Indonesia vào năm 2019 thì người ta đã khuyến cáo đối với suyễn nhẹ và trung bình thì có thể sử dụng một là cọc tuyết đường toàn thân đường uống hoặc là chúng ta có thể xịt ICS liều cao. Riêng đối với suyễn nặng thì chúng ta thấy rằng đó việc thêm ICS liều cao có thể giảm được cái thời gian nằm viện cho bệnh nhân, chứ người ta đã khuyến cáo được ICS liều cao trong điều trị cái cấp cứu cơn suyễn. Về cái vai trò của các thuốc giảm huyết áp đường toàn thân khác thì người ta thấy rằng đối với magnesium phát thì được chỉ định đối với trẻ trên 2 tuổi khi suyễn nặng không đáp ứng với điều trị ban đầu, có thể là chúng ta sử dụng dạng truyền tĩnh mạch, và đặc biệt đối với những trường hợp mà suyễn nặng nguy kịch thì chúng ta có thể cân nhắc phối hợp cái magnesium phát trong cái dạng phun khí dung kết hợp với salbutamol và isotretinoin. Còn cái dạng salbutamol truyền tĩnh mạch thường chúng ta chỉ chỉ định trong cái suyễn nặng không đáp ứng với điều trị ban đầu. Đối với aminophylline thì chúng ta chú ý do độc tính của thuốc cũng tương đối là cao và cái liều điều trị tương đối là hẹp, nên người ta khuyến cáo là chúng ta không nên sử dụng trong cái suyễn nhẹ và trung bình, chỉ sử dụng trong trường hợp suyễn nặng mà chúng ta không đáp ứng với cái beta 2 giao cảm và điều trị cọc thương kích với cái khuyến cáo rất là mạnh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận thấy của cái Hiệp hội Hồi sức Pháp 2018 về điều trị suyễn cân nặng trẻ em thì người ta cũng đã khuyến cáo mạnh ở cái vấn đề sử dụng beta 2 giao cảm liên tục trong giai đầu trong điều trị cái suyễn nặng hoặc là suyễn nguy kịch. Thứ hai là chúng ta phải luôn phối hợp với isotretinoin và beta 2 giao cảm trong điều trị các cơn suyễn. Đối với cọc tuyết đường toàn thân thì chúng ta nên cho sớm và có thể dùng đặng tĩnh mạch hay đường uống. Và nếu thất bại với điều trị ban đầu thì chúng ta nên cân nhắc sử dụng magnesium phát. Và đặc biệt nếu thất bại với oxy liệu pháp thì chúng ta có thể sử dụng cái liều thở không xâm lấn. Và dựa trên những cái cập nhật của các cái phác đồ của Sina 2022 và của các quốc gia phát triển thì chúng tôi đã tiến hành cập nhật cái phác đồ suyễn của Bệnh viện Nhi đồng 1. Thì đối với suyễn nhẹ thì cái điều trị chúng ta vẫn chủ yếu dựa trên cái NDI hoặc là khí dung beta 2 giao cảm. Đối với suyễn trung bình thì chúng tôi bắt đầu cân nhắc cái vấn đề phối hợp sớm cái isotretinoin trong những trường hợp mà chúng ta thất bại với một hoặc hai lần khí dung beta 2 giao cảm. Đối với trong trường hợp mà đối với suyễn trung bình mà khi chúng ta thất bại với một lần phun khí dung thì ngoài cái vấn đề sử dụng cọc tuyến cái đường uống thì chúng ta có thể có một lựa chọn khác, đó là chúng ta có thể cân nhắc sử dụng ICS liều cao để giảm bớt cái tác dụng phụ của khi chúng ta sử dụng cọc tuyến đường toàn thân. Đối với những trường hợp mà suyễn nặng thì điều trị chính vẫn là thở oxy, khí dung beta 2 giao cảm hợp isotretinoin và cọc tuyến đường toàn thân. Và trong cái này thì chúng tôi cân nhắc đến cái vấn đề nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ dùng khí dung liên tục trong điều trị suyễn cân nặng. Cọc tuyết đường toàn thân từ ngoài đường tĩnh mạch thì chúng ta có thể sử dụng bằng đường uống để thuận lợi trong các vấn đề xuất viện cho bệnh nhân, và đặc biệt chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng ICS liều cao đối với trường hợp có yếu tố nguy cơ đe dọa tử vong.
Riêng đối với những trường hợp mà suyễn nguy kịch thì chúng ta nên sử dụng cái dung liên tục phối hợp beta giao cả và ipratropium, và chúng ta phối hợp giữa cái corticoid đường thẳng thân và cái ACS liều cao trong cái điều trị các cơn suyễn đối với những trường hợp mà suyễn nguy kịch. Và sau một giờ điều trị nếu như không đáp ứng thì chúng ta có thể cân nhắc đến cái vấn đề phối hợp khí dung cái magnesium sulfate trong điều trị các cơn suyễn. Và dựa trên những cái bằng chứng đó thì phác đồ bệnh viện Nhi đồng 1 vào năm 2020 chúng tôi đã tiến hành cập nhật. Thứ nhất, đối với cái suyễn nhẹ thì điều trị chính vẫn là khí dung beta giao cảm với dạng MDI hoặc là khí dung phun khí dung cho bệnh nhân. Đối với suyễn cơn trung bình thì chúng ta vẫn điều trị tương tự. Tuy nhiên, nếu như bệnh nhân thất bại với một lần phun khí dung hoặc có yếu tố nguy cơ đe dọa tử vong thì bệnh nhân có thể sử dụng là cái corticoid đường toàn thân, hoặc chúng ta sử dụng corticoid dạng phun khí dung là liều cao cho bệnh nhân. Đối với suyễn nặng thì nếu có điều kiện thì chúng ta nên tiến hành phun khí dung salbutamol liên tục. Và việc ngoài cái vấn đề chúng ta sử dụng corticoid đường toàn thân thì chúng ta sẽ cân nhắc phối hợp với ACS liều cao nếu như bệnh nhân có yếu tố nguy cơ đe dọa tử vong và có thể lặp lại sau 30 phút. Đối với sự nguy kịch thì chúng ta nên sử dụng phun khí dung liên tục và nên phối hợp luôn cái ACS liều cao. Thì khi nào chúng ta gọi là một cái yếu tố nguy cơ mà đe dọa tử vong thì thứ nhất, nếu bệnh nhân có tiền căn và những cơn suyễn phải nhập cấp cứu hoặc hồi sức mà chúng ta phải đặt nội khí quản thở máy. Thứ hai, đó là tiền căn sử dụng thuốc, ví dụ bệnh nhân đang dùng corticoid hoặc là mới dừng ngưng corticoid đường uống, hoặc là bệnh nhân sử dụng cái MDI salbutamol dạng hít tắc trên một bình trong một tháng, hoặc là bệnh nhân đang điều trị phòng ngừa nhưng mà không có sự tuân thủ, hoặc là những trường hợp mà cơn suyễn do phản vệ hoặc dị ứng. Thì nếu như bệnh nhân có những yếu tố này thì trong quá trình điều trị đối với suyễn trung bình hoặc là suyễn nặng thì chúng ta nên cân nhắc trong cái điều trị ban đầu đó thì chúng ta nên phối hợp với ACS liều cao để tăng cái hiệu quả. Và đối với suyễn nhẹ và trung bình, sau một giờ điều trị nếu bệnh nhân đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân xuất viện, còn nếu bệnh nhân không đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ cho nhập viện và điều trị giống như suyễn nặng. Còn đối với suyễn nặng và suyễn nguy kịch, sau một giờ điều trị nếu bệnh nhân đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ giảm dần liều khí dung cho bệnh nhân, còn nếu không đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ nên chuyển đến khoa hồi sức, và trong đó chúng ta đã sử dụng những cái phương thuốc giảm khí quản đường khí dung thì bây giờ chúng ta sử dụng đường thuốc giảm khí quản đường toàn thân. Trong đó đối với trẻ trên 1 tuổi thì chúng ta khuyến cáo để dùng magnesium sulfate. Đối với trẻ dưới 1 tuổi thì chúng ta dùng anophilin và chúng ta tiếp tục phun khí dung salbutamol và ipratropium. Và nếu như không đáp ứng nữa thì chúng ta có thể cho thêm salbutamol truyền tới mạch hoặc anophilin trước đó không dùng. Và nếu thất bại thì chúng ta sẽ tiến hành thở máy. Thì trong thở máy đối với bệnh nhân suyễn nặng nguy kịch thì chúng ta nên sử dụng chú ý vấn đề an thần bằng ketamine. Và đặc biệt nếu trường hợp mà không đáp ứng nữa thì một trong những kỹ thuật mà chúng ta có thể áp dụng để hầu như hạn chế cái tử vong bệnh nhân suyễn đó là chúng ta dùng cái kỹ thuật ECMO với kỹ thuật đó là VVECMO. Thì phần trình bày đến đây là hết. Dạ, xin cảm ơn quý thầy cô và các đồng nghiệp đã chú ý.